Điểm nhấn tuần vừa qua, Quỷ Đỏ gục ngã, Sài Gòn Phan Tôm độc cô cầu bại. Tản mạn nhịp sống, ai sẽ cứu tìm Flash? Dạo quanh Liên Quân Thế Giới, kỷ lục mới được thiết lập. Vòng bảng tứ phương đại chiến xuân 2023, Hải Phòng nuôi hy vọng, Hồ Chí Minh ngược dòng mã nhãn. Khi tộc trưởng chơi Liên Quân cũng được phế đá. Chào mừng anh em đã quay trở lại với bản tin ngày chẵn, nơi cập nhật những tin tức cực kỳ nóng hổi và nhanh chóng. Vậy cùng xem tuần qua có gì nào. Trong tuần qua, cuộc đua top 4 tại đấu trường danh vọng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Trong trận đấu có thể xem là quyết định giữa TDT và HQ, Quỷ Đỏ dù có hai ngôi sao là Yiwei và Proe nhưng vẫn phải chịu thất bại trước một chú đại bàng đỏ đang bay rất cao tại mùa giải năm nay. Và Proe có giải không đây? Proe ơi, Proe không có giải và Proe lên bảng điểm số quá nhanh rồi. Yiwei, Yiwei chạy là không nổi hay chăng đây? Yiwei cố gắng lướt đi khi Kai'Sa có một cú lao vào để che góc cho các thành viên của bên phía đội tuyển TDT có thể lùi về, nhưng cái trụ này thì làm gì có chân mà chạy. Sẽ có trụ đường lý sơ cấp đầu tiên dành cho bên của HQ, bắn vào vị trí của Sa, đoán vào trụ cầu bầm đó là Sa. Các thành viên của HQ cố gắng càn vào, họ đang đánh người gần thôi cũng đã là có lợi dành cho. Đây là bà chùa vẫn đang tiến vào. TDT đủ cả 5 người không? Họ đã mất đi Proe, họ đã mất đi Proe. Thậm chí là không có thể bắt đi bàn thi đấu này luôn. Yiwei lao vào nhưng một mình anh ta làm quá khó để phòng ngự ở thời điểm này. Đã dẫn từ nguyên trạm, chuyển qua tung nguyên trạm không có ý nghĩa gì ở thời điểm này nữa rồi. Đây là một thế trận hủy diệt từ HQ. 3-1 cho HQ trên TDT và họ vẫn đang chứng minh rằng vì sao năm nay họ lại là đội tuyển nằm trong top 4 và họ vẫn đang giữ rất chắc vị trí này khỏi những kẻ muốn bám đuổi. Đến với cuộc đối đầu giữa team Flash và Heavy, anh em nhìn hình chắc cũng hiểu nhỉ? Xem bắn đạn là kinh khủng ở trong bán đấu này với con Elsu. Sự thì bắn như thế này bao giờ có sát thương tới từ vị trí của tên dạy bắn chỉ để khép góc. Tới từ ngài ở trong ngày hôm nay phòng ngự, nhưng là phòng ngự không đổ rồi khi mà tắt đi solo kill Chu ở trong trụ luôn, mất đi một trụ đường dưới, đó là những gì team Flash mất đi. Tốc biến lên mắt bão là rất đẹp, tới từ vị trí của đó là Boca rồi. Flash gãy từng người một, họ chỉ còn 3 người. Mạnh không có những lát cắt của mình nữa, cây cố gắng phòng ngự trước 4 thành viên của đội tuyển Heavy quá đông mà ông ngã hủy diệt team Flash là những gì Heavy lại làm thêm một lần nữa trong mùa giải năm nay, và họ sẽ nâng tỷ số lên 2-0. Cuối cùng, tấm điểm giữa Vi Gaming và Sài Gòn Phantom, đặc biệt chú ý đến những người đóng góp thầm lặng của ván 4, Sài Gòn Phantom mà Riz. Và đó là con rồng đầu tiên mà bên phía Vigaming kiểm soát được, và họ cũng sẽ khiến cho đối thủ không thể ăn con chơi ra sớm. Nhưng Maris bị bắt lại rồi, và đó là một tình huống bạo lắm tốt đến từ vị trí Fizz để kết hợp với 3 người nữa. Thì người cười lại là Fizz. Anh ta chưa kịp khóc thì bây giờ đã bắt đầu nở những nụ cười rồi. Bây giờ thì là Hoàng Tây Đen nhổ máu quá rồi. Đâu Maris ơi, Maris làm gì thế này ở trong trận thi đấu này? Maris đang thực sự bây giờ phải là Maris báo ở trong trận thi đấu ngày hôm nay rồi. Ở trong trận thi đấu thứ tư này thì Maris đang không là chính mình. Anh ta băng vào những nhịp băng vào mà chưa thấy đúng mực một lần nào cả trong những tình huống thi đấu vừa qua. Những màn tâm sự giữa những người anh em. Đây là bảng xếp hạng sau tuần thi đấu vừa rồi, sự phân hóa đang rất rõ rệt và cũng đang dần được cố định. Tuần tiếp theo chắc chắn sẽ rất đáng xem khi MSGP chạm trán TDT, cuộc đối đầu giữa Yiwei và những người đồng đội cũ. Kỳ vọng và áp lực đặt lên người chúng tôi, hở tí ra là gây mua rồi được kiếm chuyện, không là trẻ con à? Ui, sợ quá, sợ quá. Đối với các Flazer, những ngày tháng đứng trên đỉnh vinh quang chắc chắn sẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, không bao giờ quên.
Quay về hiện tại, Flash với hình ảnh sưng hùng sưng bá đã không còn, với rất nhiều những sự thay đổi qua từng mùa giải, từ việc lần đầu tiên out khỏi top 4 cho đến việc sắp phải đối mặt với viễn cảnh đánh vòng thăng hạng. Và đây là phản ứng của những người hâm mộ. Minh Phan, bạn có từng nghĩ sẽ không thấy tên của Flash ở đấu trường danh vọng không? Nghe rất là đau lòng đúng không ạ? Đã tìm ra nhà vô địch mới của đấu trường danh vọng, xin được sướng tên Team Flash vô địch Serie B. Và Xuân Bách cũng bảo là thiếu mỗi cúp Serie B thôi cho nên là xuống lấy. Thật đấy à? Rồi là bạn Ngọc Hà, bạn ấy có comment là tôi phải trung tình lắm thì mới là fan Flash tới bây giờ. Mùa giải này thì Flash chỉ có trụ hạng thôi anh em ạ. Trụ hạng cũng khó, chắc phải đánh vòng thăng hạng nữa. Năm nay tôi không biết là có Serie B không nhỉ? Nói chung là năm nay ba đội 8, 9, 10 sẽ phải đánh vòng thăng hạng. Hết cơ hội rồi anh em. Tại vì Flash họ kỳ vọng vào tuyển thủ quá cao ấy. Thành ra tuyển thủ họ cũng có cái áp lực của bản thân mình ấy. Giờ chắc số cái tinh thần rồi. Tôi ngày xưa tôi ở Flash rồi anh em ạ. Tôi từng đánh giải tin rồi, tôi biết là những cái trận thua không khí nó nặng nề lắm các bạn. Ngay từ cái đợt ngày xưa thì đỡ, bây giờ kiểu một cái tên trong Team Flash cũng rất được quan tâm là FL Bé Trọng, mới đây đã trở thành tâm điểm và cũng nhanh chóng có một bài post xin lỗi. Nhưng mà sao Bé Trọng lại được sang Thái đánh giải ấy nhỉ? Tạm gác lại những nỗi buồn, hình như là sắp tới có sự kiện nào đó hoành tráng lắm phải không anh em? Nhận ra những ai trong đây thì comment xuống dưới liền nhá. Tôi có một câu hỏi cho các bạn đây, trận đấu chuyên nghiệp nào có khoảng thời gian lâu nhất trong lịch sử? Nhiều người thì nghĩ ngay đến vai dành cho Sài Gòn Phantom ở trong ván thi đấu bàn lê. Chắc chắn là như vậy, tôi không có tuổi cho ván thi đấu này để có thể phòng ngừa được. Tuy nhiên, kỷ lục đó chỉ xếp hạng 2 và đã phải nhường chỗ cho trận đấu này. Hơn 70 phút thi đấu, lượng vàng hơn 200.000, leo rank bình thường chắc là ngất luôn tại chỗ rồi đấy. Ở một diễn biến khác, mới đây tại cuộc thi Miss Grand International, Á hậu 1 người Thái Lan đã mang đến bộ skin mới của L'Oreal với bạn bè thế giới. Nhưng mà quả skin này chưa có thông tin gì ở máy chủ Việt Nam nhỉ? Khi nào có thông tin mới sẽ được cập nhật nhanh chóng trên bản tin ngày chẵn của tôi nhá. Tứ phương đại chiến xuân 2023 tiếp tục với những trận đấu tại bảng A và bảng B cực kỳ hấp dẫn. Ở trận đấu đầu tiên, Hải Phòng đánh bại Quảng Bình 3-1, qua đó nuôi hy vọng đi tiếp tại bảng đấu. Lạng 3-1 dành cho đội tuyển Hải Phòng, một ván đấu tuyệt vời. Đến với bảng tử thần tại giải, hai ứng viên vô địch là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh gặp nhau vào sau hai ván đấu đầu tiên. Và đó sẽ là 2-0 dành cho Hà Nội, một thế trận rất bất ngờ. Ai học sớm chắc không xem hết trận đấu thì chắc chắn là bỏ lỡ những điều hay ở phía sau rồi. Thành phố Hồ Chí Minh ngược dòng 3-2 trước Hà Nội, qua đó thể hiện sức mạnh của nhà đương kim vô địch. Hạ cũng hết đi ngoài rồi, có lẽ sẽ là hết khi con xe đang tràn vào nhà và đánh nhà đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. 3-2 dành cho Thành phố Hồ Chí Minh và họ có một ngày lật kèo. Kể từ ngày ra mắt trang phục Aeron Stream đến bao giờ, nhận được rất nhiều sự chú ý từ các fan của bộ tộc nói riêng cũng như là cộng đồng game thủ nói chung. Vừa nổi tiếng thương yêu fan đặc biệt các bạn FA ai cũng mê. Độ Messi dạo gần đây thường xuyên livestream chơi Liên Quân cùng những thành viên trong team Refund nhằm mang đến cho người xem những pha thi đấu mãn nhãn. Chúng ta cùng theo dõi nhé. Kết thúc bản tin hôm nay là một đoạn clip của ADC cùng với Đạt Còi leo rank cùng với nhau. Đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ tôi nhé. Giờ tới lại đây, bye bye anh em.
Đấy rồi, bạn ơi. Bạn chưa biết kèo tôi không nhỉ? Bạn biết kèo tôi không nhỉ? Bạn biết kèo tôi không nhỉ? Bài hết, tuyệt vời đấy. Đánh làm anh khui thì anh bo cho 5 lít nhá. Năm lít là thơm, anh em 50 chứ. Ui, ui. Đấy, điểm tôi đang định bảo bạn. Được ấy à? Đây là phải 5 lít đó, bạn ơi. Ôi, mẹ nó không giật lại à?